Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một loại thịt mà các quán cơm tấm hay là các nhà hàng mà người ta hay dùng nha. Nhắc tới cơm tấm thì mọi người cũng thấy là có món sườn nướng đúng không? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người cái loại sườn nướng đó, nhưng mà là cái sườn của Mỹ nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái coi sườn này cho mọi người xem đó là coi gì. Thì đó, hiện tại mình đang có một coi sườn cốt lết heo như thế này. Thì nhìn qua thì mọi người thấy là cái coi sườn này nó rất là dài đúng không mọi người? Thì cái coi này nó có cái chiều dài của nó tầm khoảng là 60 cm, mình đoán là vậy đó. Và cái bán kính của nó này mọi người, là cái bán kính của nó nha, bán kính của nó thì rơi vào hơn một lòng bàn tay của chúng ta. Và cho mọi người xem qua coi nha. Rồi, thì đây là cái phần sườn nó này. Với cái chiều dài sườn này thì nó sẽ rơi tầm khoảng 10 cm. Và cái con này thì ở quán cơm á thì mình hay thói là người ta hay có những cái lát mặn đúng không? Thì cái con này cũng vậy, nó được các lát trải dài như thế này này, nó theo cái coi này thì nó sẽ ra những cái lát và cực kỳ mặn để chúng ta nướng lên cho các món cơm sườn đó. Ở các quán cơm tấm mà mọi người hay ăn thì nó sẽ có những cái lát sườn như thế này. Thì đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về cái coi cốt heo này nha. Thì cái coi này là nó lói từ cái phần xương sống và nó lói từ cái đốt xương thứ nhất của con heo, và nó trải từ cái đốt xương thứ nhất nó trải về sau, và người ta sẽ được một coi như thế này, và người ta sẽ không lắp phần xương đi, người ta để phần thanh lại để cho chúng ta có một cái miếng sườn cốt lết heo nó vừa có độ ngon của thịt cũng như cái độ thơm và độ giòn của những cái sườn heo nha mọi người. Thì cái coi này nó có cái cân nặng của nó thì nó sẽ rơi vào khoảng từ mình nghĩ là tầm với coi này thì mình nghĩ tầm 6-7 kg đó mọi người. Thì một coi này thì nếu mà cắt ra thì nó sẽ khó, theo mình nghĩ với độ dày là 1 cm thì nó sẽ tầm khoảng 70 miếng với con này, sau 70 miếng với cái con này nha mọi người. Thì một miếng là một khoảng, nếu mà cắt 1 cm thì một miếng của nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 100-150 gram với một miếng cốt lết như thế này. Một miếng sườn cắt ra mình coi cốt lết. Và cái phần mà sườn cốt lết heo đông lạnh đó, ở của nước ngoài thì người ta phải lắp rất là được, phải lắp rất là kỹ càng, như là cái chân không được bao bì như này rất là kỹ. Khi mà mọi người muốn mua mà cái sẵn thì bên mình cũng sẽ cái sẵn những cái phần ra cho chúng ta. Thì hiện tại bên mình đang có bán sườn cốt lết heo này với nguyên coi này, hoặc là nguyên thùng này, hoặc là chúng ta có thể mua cái sẵn, thì bên mình có bán vỉ 500g nha mọi người. Thì một vỉ 500g thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4 miếng. Và bên mình sẽ cắt ra, bỏ vào thay và hút chân không từng vỉ, từng thay cho mọi người dùng cho nó tiện. Để mọi người khi mà hộ gia đình á, thì mọi người muốn mua về làm những cái món mà từ sườn cốt lết heo này thì mọi người có thể dùng nó tiện hơn là nếu mà như mua nguyên coi. Mình cũng sẽ cắt sẵn ra cho mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ nói về một số món ngon của cái phần cốt lết heo này, không chỉ là sườn nướng ở quán cơm tấm thôi, thì nó sẽ có rất là nhiều các món chế biến khác nhau. Thì trong đó không thể thiếu đó là món áp cháo cho mọi người, hoặc là món rán này, hoặc là chúng ta nướng, và chúng ta không nướng như ở những quán cơm sườn, chúng ta có thể ướp như với những gia vị Âu hoặc là sốt BBQ để chúng ta nướng những cái phần cốt lết heo này nó sẽ ngon hơn. Thì về giới thiệu phần cốt lết heo của mình thì cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì để mọi người mà muốn biết thêm chi tiết cũng như là order những cái phần sườn cốt lết heo thì mọi người có thể xuống mô tả, mình có để đường link chi tiết về cái sản phẩm mà cách sẵn này và sản phẩm nguyên con như thế này ở dưới mô tả, thì mọi người có thể xem qua và chọn cho mình một phần sườn cốt lết heo thật là ưng ý cho gia đình chúng ta nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha.